Dạ, kính chào anh chị ạ. Dạ anh chị, sau đây em xin hướng dẫn cho mình cách theo dõi và cách in mã vạch ở trên phần mềm Misa SMB.net 2017 ạ. Dạ anh chị thì ở trên phần mềm nó sẽ có một cái tính năng khá hay là khi anh chị có sử dụng một cái máy quét và sau đó anh chị muốn cập nhật những cái mã máy quét đó vào trên phần mềm để mình có khi là khi mà anh chị lập những chứng từ mua hàng hay là chứng từ bán hàng, anh chị chỉ cần lấy cái máy đó mình quét vào cái sản phẩm đó thì ở trên cái chứng từ mua hàng hoặc là bán hàng đó của mình nó sẽ tự động nó nhảy lên luôn cả cái sản phẩm luôn mà mình không cần phải là mình chọn tay từng mã một. Thì ở trên phần mềm bên em cũng có cái cách để mình theo dõi những cái mã vạch như vậy. Thì sau đây em xin phép được hướng dẫn cho anh chị cách để mình theo dõi và quản lý mã vạch trên phần mềm misa.db.net 2017 ạ. Thì trước hết thì mình sẽ có một số các trường hợp lưu ý. Thì lưu ý là để máy quét mã vạch đọc được những cái mã chính xác nhất ấy, thì anh chị nên đặt cái mã vật tư hàng hóa là ở thuộc dạng ký hiệu số. Mình hạn chế việc đặt theo cái hiệu chữ và không được đặt, đây là không nha anh chị, không được đặt ký hiệu đặc biệt như là phần trăm, thăng hay là a cộng, vân vân. Thì ví dụ như anh chị đặt một cái mã hàng nào mà chính xác nhất như là ví dụ như là cái máy tính bảng Samsung này thì anh chị sẽ đặt cái mã là không, mình sẽ đặt theo những cái mã số thôi, liên quan đến số thôi. Còn chữ thì mình sẽ hạn chế thôi nha anh chị. Những cái nào liên quan đến chữ thì mình hạn chế, đặc biệt là không đặt những cái ký hiệu đặc biệt. Thì ở đây em sẽ có một cái ví dụ một anh chị có 100 cái máy tính bảng Samsung và sau đó anh chị nhập về và anh chị khai báo ở trên phần mềm là mình sẽ khai báo 100 mã luôn, tại vì mỗi cái mã ký hiệu của nó là sẽ là khác nhau á, nên anh chị sẽ khai báo 100 mã. Nhưng cái bây giờ là anh chị sẽ vào lại bên cái danh mục và mình sẽ tạo thêm vật tư hàng hóa để khi mà anh chị chọn thêm mới vào cái vật tư hàng hóa đó nó sẽ có cái chữ cái mã hàng và tên hàng, thì anh chị có thể đụng cái chuột con chuột của mình vào trong cái ô mã hàng và mình chỉ bấm quét trên cái sản phẩm đó thì trên sản phẩm đó nó sẽ tự động nó nhảy cái mã lên luôn và mình không cần phải nhập lại trên bàn phím nha anh chị. Thì em cũng có đứng kèm cho anh chị một cái link hướng dẫn ở phía trên tiêu đề á, thì anh chị cũng có thể lấy cái link đó về để mình có thể mình tham khảo. Thì em ví dụ cái đó là cái nó sẽ là cái tài liệu này, đây nó sẽ là một cái tài liệu và nó sẽ có hướng dẫn cho anh chị các cái mẫu in của mã vạch sẵn có luôn ạ. Và ở đây nó sẽ có một cái video clip. Nếu mà trong trường hợp mà anh chị in mà anh chị có sửa mẫu á, thì ở đây chị có thể xem video clip này, nó sẽ hướng dẫn cho mình một cách chi tiết về những cái bước mà mình sửa cái mẫu theo đúng với ý của mình đối với những cái mã vạch. Thì ở đây bây giờ là em xin được hướng dẫn cho mình một số cách như là anh chị sẽ tạo một cái mã danh mục mới hoặc là anh chị sẽ in nó như thế nào, thì em sẽ hướng dẫn nha. Dạ, xin kính mời anh chị sẽ vào phần mềm chung với em. Thì đầu tiên khi mà anh chị tạo một cái mã danh mục thì anh chị sẽ vào bên cái phần danh mục ở phía trên này và anh chị sẽ chọn giúp em vật tư hàng hóa và chọn vật tư hàng hóa như thế này nhé. Thì lúc này nó sẽ hiển thị cho anh chị một cái bảng danh sách là vật tư hàng hóa anh chị đã tạo trước đó. Thì đối với những cái mặt hàng nào mà anh chị có sử dụng nhờ những cái máy quét mã vạch á, thì anh chị có thể bấm thêm mới trên này. Anh chị sẽ bấm thêm ở đây và anh chị có thể là đụng cái con chuột vào đây. Mình sẽ tô đen cái chỗ này hoặc là anh chị có thể ra chuột ở đây. Và anh chị sẽ dùng cái máy quét mã vạch á, anh chị quét cái sản phẩm của mình. Thì tự động những cái mã này nó sẽ tự động nó nhảy cái mã lên cho anh chị tương ứng ở đây luôn ạ. Và khi mà nó nhảy cái mã lên thì anh chị sẽ chỉ điền một số cái thông tin nào mà nó còn thiếu á, anh chị muốn nó lên được đầy đủ trên sản phẩm thì anh chị có thể điền vào. Thì ví dụ như là tên cái sản phẩm đó, chị cũng có thể nhập tên vào. Lúc đó cái mã của mình đã có sẵn rồi mà anh chị sẽ chọn là kho ngầm định hay là tài khoản kho. Và để mà anh chị in được cái tem ra mà nó có cái giá thì anh chị sẽ nhập giúp em bên cái phần đơn giá bán để cho nó hiển thị lên được cái đơn giá của nó là bao nhiêu nhé. Thì ở những cái bước này chị sẽ điền đầy đủ các thông tin nè. Thì em cũng có hai mã và có cái mã vạch như thế này. Là anh chị sẽ xem giúp em là những cái mã nào có liên quan như là
số và chữ cũng được, nhưng mà mình hạn chế về phần chữ nha, tại vì chữ nhiều khi là nó không có định dạng thấy được á, nhưng mà số thì là nó sẽ chắc chắn hơn và chính xác hơn ạ. Thì ví dụ như ở đây anh chị đang theo dõi cái camera Logistep này nhé, thì anh chị có thể lướt lên thì mình sẽ đây cái mã của nó khi mà quét là bao nhiêu thì nó sẽ nhảy cái mã trên đây ạ. Đây nó sẽ có tương tự, và anh chị có thể là sẽ bổ sung vào cái kho và tài khoản kho của mình là bao nhiêu á, ví dụ như đây nhé. Và cái đơn giá này anh chị, đơn giá bán thì anh chị có thể là anh chị bổ sung cái đơn giá vào, và khi mà anh chị bổ sung vào xong rồi thì anh chị sẽ bắt đầu bấm cất rồi. Thì ở đây em có tạo hai cái mã, và bây giờ em sẽ ví dụ cho anh chị in hai hai cái mã cho anh chị xem nhé. Thì ở đây anh chị cũng có thể xem trước các tài liệu để trước khi mà mình vào mình in. Thì khi mà anh chị tạo một cái mã này, anh chị sẽ vào bên danh mục và mình chọn in, thì bên phía bên đây nó sẽ có cái in này, thì cái mã vạch này để mình chọn. Thì trước khi mà mình vào đây thì em xin phép là em sẽ mở cái tài liệu của em lên trước nhé. Đây thì em cái những cái mã ví dụ của em có 100 cái máy tính bảng, cho anh chị phải bấm cả 100 lần trên từng cái sản phẩm, tại vì mỗi nhiều khi là cái máy tính bảng của mình nó có một cái số nó khác nhau, hoặc là anh chị cũng có thể là mình phân biệt mình bấm từng cái một nha. Anh chị sẽ làm theo này để chuột vào mã hàng, mình dùng máy quét và sản phẩm, và sau đó sẽ bổ sung một số cái thông tin và bấm cấp. Thì tương tự những cái mã còn lại mình cũng làm như vậy luôn ạ. Và trường hợp mà anh chị có nhiều khá là nhiều mã nhưng mà anh chị cứ bấm như vậy thì nó cũng cũng là khá là lâu. Nếu mà anh chị có sẵn ở bên ngoài file Excel á, anh chị có thể là anh chị sẽ tích hợp sẵn những cái mã vạch của mình ở bên ngoài cái file Excel, và sau đó anh chị sẽ nhập khẩu vào trong cái phần mềm, vào cái phần mà vật tư hàng hóa, anh chị có thể nhập khẩu vào thì nó sẽ nhảy vào những cái mã đó. Thì sau khi đó là anh chị có thể lập một số chứng từ như mua hàng, bán hàng, và mình chỉ cần mình quét cái mã vạch thôi thì nó sẽ tự động nhảy cái mã lên. Em sẽ đọc cho anh chị cái trường hợp này, trường hợp có nhiều mã vạch cùng loại nhưng mã vạch khác nhau, mã cùng loại nhưng mà mã vạch khác nhau, thì để làm nhanh anh chị sẽ bấm cái mã vạch đó tổng hợp vào trong một cái file Excel, và sau đó thì sẽ nhập khẩu vào phần mềm. Thì cái những cái mã này anh chị sẽ lấy cái mẫu mặc định của cái vật tư hàng hóa để mình nhập được vào tương ứng ở trên phần mềm nhé. Thì khi mà anh chị lập chứng từ mua hàng hoặc là bán hàng á, thì cột mã hàng anh chị chỉ cần quét đến cái mã hàng đó thì nó sẽ tự động nó nhảy cho anh chị những cái mã hàng mà anh chị đã thiết lập sẵn ở trên danh mục, thì nó sẽ nhảy lên trên cái phần chứng từ mua hàng hoặc là bán hàng. À, như là anh chị khi mà anh chị lập một cái chứng từ, ví dụ như chứng từ mua hàng này, thì khi mà anh chị bấm thêm, ở đây anh chị sẽ điền đầy đủ các thông tin chung ở đây rồi, và ở cái mã hàng này anh chị có thể bấm chuột vào đây, và anh chị sẽ lấy cái máy quét cái mã vạch của mình đó, mình quét qua cái sản phẩm mà mình mua về, mình quét vào là nó trên đây nó sẽ cập nhật cho mình những cái mã, và anh chị sẽ chỉ bổ sung thêm cái số lượng của nó là bao nhiêu thôi. Mình nhập cái số lượng vào rồi cái anh chị quét tiếp là cái mã tiếp theo, nó sẽ nhảy thêm một cái mã, và mình sẽ bổ sung các thông tin như là đơn giá và số lượng. Thì khi mà anh chị lập xong bên mua hàng và tương tự bán hàng cũng vậy thôi, chỉ cần quét vào là nó sẽ nhảy cái số cái sẽ nhảy cái mã lên cho mình, mà mình chỉ nhập số lượng và thông tin vào là được ạ. Okay. Và để có thể in được các cái mã vạch thì mình sẽ vào bên danh mục từng hàng hóa, chọn in và chọn cái mã vạch vật từng hàng hóa. Để in được mã vạch, anh chị sẽ thực hiện các cái bước như sau, là mình sẽ chọn cuộn giấy, hai là chọn thông tin hiển thị, bước 3 là chọn mã hàng, và bước 4 là mình sẽ nhập số lượng mã vạch thực hiện mà khi in cho từng mặt hàng, sau đó bấm đồng ý. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị luôn nhé, anh chị sẽ vào giúp em ở bên cái phần mềm này, và mình sẽ chọn lại những cái phần danh mục vật tư hàng hóa, và anh chị sẽ xem dưới cái góc trên này của mình nó sẽ có cái nút in, và anh chị sẽ bấm vào trong cái mũi tên nhỏ thôi nha. Mũi tên nhỏ này nó sẽ có hai dòng, là một cái là danh sách vật tư hàng hóa và một cái là mã vạch vật tư hàng hóa, thì sẽ chọn tương ứng mã vạch này. Thì khi mà anh chị chọn lên, anh chị thấy là ở đây nó sẽ có một cái ví dụ để mình xem trước đây nè.
Thì em sẽ ví dụ nha, cái này cũng sẽ phụ thuộc vào bên đơn vị của mình sẽ chọn thêm bộ giấy in theo 2 tem hay là 3 tem hay là 40 tem hay là 65 tem, hoặc là một cái khổ giấy tùy chọn, anh chị có thể là chọn cái số lượng tem ở đây. Ở đây thì em thấy là mọi người hay dùng nhất là cái khổ giấy 3 tem hoặc cái khổ giấy A4 tổng 65 tem như thế này. Hay là anh chị có thể tích vào đây là mình sẽ chọn lên cái số cái bao nhiêu tem nó sẽ hiển thị ở đây ạ. Em ví dụ như đây em sẽ in theo khổ giấy 3 tem theo là 105 nhân 22 mm này. Rồi khi mà anh chị chọn xong cái phần khổ giấy, mình xác định xong cái khổ giấy mà đơn theo đơn vị bên mình à, thường dùng á, thì anh chị sẽ xem tiếp bên cái phần thông tin hiển thị. Và ở đây nó sẽ có như là mã hàng, tin hàng, giá bán, là anh chị sẽ bấm nút khi mà tích vào đây nó chỉ thể hiện cho anh chị này. Mã hàng, tin hàng và giá bán nó sẽ hiển thị ở đây. Ví dụ như anh chị muốn hiển thị tên công ty, tên hàng và giá bán thôi thì mình sẽ tích vào đây, chị hiển thị những cái mã như thế này. Còn nếu mà anh chị muốn hiển thị luôn đầy đủ lên luôn á, thì mình sẽ tích vào cái dòng cuối này, sẽ thể hiện cho mình tên công ty lên, cái mã hàng và cái tên hàng và cộng thêm cái giá bán nữa. Thì anh chị sẽ xem mà bên đơn vị mình cái tem nào là đáp ứng đầy đủ theo bên đơn vị mình đang làm, thì anh chị sẽ chọn tương ứng giúp em các thông tin hiển thị như thế nha. Thì ví dụ như em muốn hiển thị lên cả các tên công ty, mã hàng và cả tên hàng luôn, và trong đó có cả giá bán luôn, thì em sẽ tích chọn vào đây. Khi mà anh chị tích chọn xong cái thông tin hiển thị rồi, mình sẽ đến cái bước thứ ba, đó là cái bước anh chị sẽ chọn cái mã hàng để mình in lên. Đến đây anh chị ví dụ như em sẽ chọn hai cái mã hàng là máy tính bảng Samsung và camera Logitech này nhé. Và anh chị sẽ xem á, tại vì là do là em đã nhập cái phần đơn giá bán nên nó có hiển thị ở trên này này. Anh chị sẽ thấy ở đây ví dụ như là cái máy tính bảng Samsung của em là 7,9 triệu, nó có hiển thị chi tiết trên này, và cái camera Logitech này là 2,5 triệu thì nó sẽ nằm ở đây. Và anh chị sẽ lưu ý giúp em cái cục mã vạch này, cái cục đơn giá này mình nó chỉ xác định ở bên cái danh mục thôi, còn bên cái số lượng mã vạch này là mình sẽ tự nhập. Ví dụ như anh chị muốn cái mã máy tính bảng của mình có 9 tem, anh chị sẽ nhập 9, hoặc là cái camera Logitech này có 10 cái, 10 cái thì anh chị sẽ nhập số 10 ở đây. Thì khi mà anh chị nhập xong cái số lượng này, anh chị sẽ bắt đầu bấm đồng ý để cho nó nhảy lên cho mình cái bảng tem nhé. Vậy em ví dụ như ở này, ở đây là anh chị sẽ thấy nó có lặp lại cả chín chín cái tem của máy tính bảng Samsung luôn ạ. Đây 3 6 9 là 9 cái. Và tương tự như là cái camera Logitech này của em chọn là 10 cái thì nó sẽ hiển thị ra cho mình 10 cái tem luôn, và nó hiển thị cho mình cái giá trị ở phía dưới này. Thì anh chị cũng có thể là mình khi mà làm xong anh chị cũng có thể in ra, mình in ra, hoặc là nếu mà anh chị muốn theo cái thông tin theo một số cái trường, hoặc là muốn theo một cái thêm một số cái nào đó, hoặc chỉnh cỡ chữ, không chỉnh phông chữ như thế nào, thì anh chị cũng có thể vào giúp em bên cái phần sửa mẫu này. Và mình sẽ thực hiện sửa đây, mình bấm vào từng dòng. Nếu mình chỉ muốn không hiển thị cái dòng nào lên thì có thể xóa nó đi, và mình có thể chỉnh tương ứng bên đây cỡ chữ lớn hay nhỏ, hay là cái size chữ như thế nào. Và chị muốn thêm một số cái trường nào khác nữa thì có thể sửa trực tiếp ở trên này. Thì cái link hướng dẫn ở phía trên của em, ở trong đó nó có video và nó có hướng dẫn cho mình cách để mình vào đó mình sửa và mình lấy trường như thế nào luôn, thì anh chị cũng có thể tham khảo giúp em đối với cái video clip này nhé. Tại vì cái video clip này nó cũng khá là hay, là chị có thể là sửa được cái định dạng của nó luôn. Thì khi mà anh chị sửa xong thì mình sẽ bắt đầu bấm lưu ở đây lại, và anh chị bấm đóng thì nó sẽ cập nhật ở bên ngoài cái bảng in trước cái in này của mình. Thì khi anh chị in, chị có thể bấm in ở đây và mình chọn đúng với cái máy mà mình in ra cái mã vạch đó, anh chị sẽ chọn đúng tương ứng ở đây nha. Rồi mình bấm đồng ý là nó sẽ in ra cho anh chị ạ. Thì em sẽ xem tiếp cái ví dụ. Nếu mà cần hiển thị tên công ty, tên hàng, giá bán trên tem in mã vạch thì chọn thông tin hiển thị tên công ty, tên hàng, giá bán. Thì giống như cái phần lúc nãy em đã hướng dẫn cho anh chị. Đây mã vạch.
Còn em sẽ ví dụ cho chị, nếu mà mình in theo cái mã của theo cái tinh có số và chữ ở đây, thì ở đây ví dụ như là lúc nãy chị đã in số bằng số rồi, thì ví dụ như em sẽ in bằng chữ nha. Em sẽ chọn cái nào mà nó có giá bán, và em ví dụ cho chị thêm một cái không có chọn giá bán thì nó có hiển thị lên giá không nha. Thì ví dụ như ở đây em sẽ chọn là 6, thì cũng là 6. Chị cũng có thể chọn tương ứng như là những cái phần hiển thị ở đây, và chị sẽ bấm đồng ý. Thế là nhanh, thì chị thấy là cái mã của mình đó, nó sẽ nhảy lên bằng cái tên hiển thị chi tiết ở đây. Và anh chị sẽ thấy là cái áo sơ mi nữ lúc nãy của em mà em không có nhập cái đơn giá bán đó, nên những cái trường hợp bán giá sẽ để là bằng không, thì anh chị có thể bổ sung vào bên cái phần danh mục, mình sẽ list đôi vào bên cái phần danh mục để sửa. Thì ở đây anh chị sẽ vào bên vào đây, anh chị sẽ nhập giúp em cái đơn giá bán của mình là bao nhiêu. Ví dụ như là đơn giá này của mình là 320, và anh chị sẽ bấm đăng. Bây giờ là áo sơ mi nữ của mình nó đã có phần giá bán, thì chị sẽ bắt đầu bấm in. Em chưa chọn cái số lượng nên nó chỉ có hiển thị hai tem thôi. Thì ví dụ là áo sơ mi nam thì nó có hiển thị, và lúc nãy là áo sơ mi nữ của mình không có giá ở đây, thì do mình đã bổ sung vào thì nó sẽ cập nhật lên đây cho anh chị. Và anh chị sẽ thấy cái giá này của mình nó lại có 260 ở phía sau, và anh chị không biết sửa như thế nào á, thì chị có thể bấm vào sửa mẫu này, và mình cũng có thể là bấm vào trong cái công thức của cái tên của nó. Anh chị sẽ bấm chuột phải và mình sẽ chọn là Textual và Format, mà anh chị có thể chọn cái custom nó là một cái như là C hoặc là C1 này. Anh chị sẽ bấm đồng ý, lưu lại. Thì khi mà anh chị chọn là C thì những cái mà khi mà anh chị chọn nó không, nó vẫn không cập nhật lên, thì anh chị sẽ chọn cái dòng khác. Thì khi mà anh chị chọn lên thì nó sẽ lên đúng với cái giá, nó sẽ không có cái số thập phân ở phía sau. Anh chị cũng có thể là sửa tương ứng như thế này giúp em nhé. Rồi, em sẽ đóng lại. Dạ, thưa anh chị, là vừa rồi em đã hướng dẫn qua cho mình cách để mình quét cái mã vạch và cách để mình in cái mã vạch trên phần mềm mà. Thì đối với cái trường hợp này nó cũng khá là đơn giản thế, và cái phần quét mã vạch này cũng khá là thú vị đối với trên phần mềm Lisa trên 2017 à. Nha, thì em kính chúc anh chị sẽ thực hiện các cái thao tác này một cách thành công nhất. Dạ, thì anh chị nếu mà có vướng ở cái vấn đề nào hoặc còn trở ngại nào, có thể là trao đổi giúp em dưới bình luận ở phía dưới, thì bên em sẽ có người phản hồi lại cho anh chị nhé. Dạ. À, kính mong anh chị sẽ chia sẻ video clip này đến cho bạn bè hoặc là đồng đồng nghiệp để có thể là gặp trong trường hợp này, các bạn ấy cũng có thể xử lý được theo các cái thao tác như thế này nha anh chị. Dạ, em kính chúc anh chị có một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng và thấy được nhiều thành công. Dạ, xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở livestream tiếp theo ạ. Hẹn gặp lại anh chị.